Chào các em, chào mừng các em đến với đố vui mắt x số tiếp theo. Câu đố kỳ trước: tám sao chống cạn, hai nạng chống xiên, con mắt láo liên cái đầu không có. Đó là con cua. Chúc mừng các bạn đã trả lời đúng nhé. Câu đố thật thú vị phải không nào? Tiếp theo là câu đố của kỳ này: bốn cây cột dừa, hai cây đinh sắt, một cái đong đưa, một cái ngúc ngoắc, hỏi là con gì? Câu đố thật đặc biệt phải không nào? Các em cùng suy nghĩ nhé. Các em đã có câu trả lời chưa? Chúng mình sẽ cùng tìm hiểu câu trả lời vào kỳ tiếp theo nhé. Xin chào và hẹn gặp lại các em.